Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Hé lộ full HD bộ ảnh cưới của Carrick và Thúy Ngân, tổ hợp vai rùa cực đỉnh, vũ trụ cẩu lương là đây. Mới những ngày đầu tháng 12 mà Carrick khiến dân tình xôn xao muốn xỉu khi bất ngờ diện đồ chú rể. Trùng hợp thay, nam rapper cũng vừa lên tiếng thông báo sẽ tham gia rap Việt mùa cuối cùng để năm sau lấy vợ. Đáng chú ý hơn, cô dâu của Carrick không ai xa lạ mà lại chính là Thúy Ngân. Nhiều người đặt nghi vấn lẽ nào Thuyền đã âm thầm về đích sau chương trình Running Man Việt Nam. Giữa lúc dân tình nghi ngờ khoảnh khắc bị dò dỉ là ảnh ghép thì trên fanpage của nhà thiết kế chuyên làm váy cưới cho rất nhiều sao Việt đình đám đã hé lộ trong bộ ảnh full HD của Thúy Ngân và Carrick. Không hổ danh là mỹ nhân gây sốt trên báo Hàn Quốc, Thúy Ngân xinh như công chúa trong bộ váy trắng tinh, cô cười hạnh phúc tựa vào vai chú rể Carrick. Nam rapper cũng lên đồ vest lịch lãm và vô cùng điển trai. Những khoảnh khắc tình bẻ bình của cặp đôi khiến dân tình chìm trong vũ trụ cẩu lương. Mặc dù Carrick và Thúy Ngân rất xứng đôi vừa lứa, nhưng dân tình cho rằng đây có thể là một cú lừa và nghi ngờ cả hai chỉ đang hợp tác trong một dự án nào đó.